Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong thủy may mắn. Quý vị thân mến, lễ cúng chiều 30 và bữa cơm tất niên từ lâu đã là một việc làm không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt chúng ta. Đây không chỉ là sợi dây kết nối các thành viên trong gia đình mà còn mang ý nghĩa như là lời cảm tạ tri ân của con cháu đối với những thế hệ đi trước vì luôn dõi theo và soi chiếu che chở cho mình. Vậy, mâm cơm cúng chiều 30 Tết dâng lên ông bà tổ tiên gồm những gì? Cách chuẩn bị mâm lễ cúng này ra sao? Cúng giao thừa thì cúng trong nhà hay là ngoài trời trước? Cúng như thế nào để không phạm đại kỵ, phát lộc phát tài cả năm? Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu ngay sau đây. Ngày 30 Tết cúng gì? Theo Việt Nam phong tục của Phan Kế Bính, người Việt xưa tin rằng mỗi năm có một vị hành khiển trông coi việc nhân gian. Hết năm thì vị thần cũ giao lại công việc cho thần mới vào thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ. Vì vậy, người dân làm lễ cúng giao thừa để tiễn ông thần cũ và đón ông thần mới. Ngày 30 tháng Chạp còn là ngày trừ tịch, nghĩa là trừ hết năm cũ để sang năm mới. Ngoài ra còn có ý nghĩa là trừ khử ma quỷ. Ông cha ta không coi ngày này như một Tết riêng mà xem nó là ngày tiên thường, ngày trước ngày giỗ, ngày cáo giỗ, hôm nguyên đán. Vì vậy, trong ngày hôm đó thì người dân thường đem trầu cao đi mời ông bà tổ tiên rồi về cúng Tết. Đây cũng là nghi thức để mời ông Công, ông Táo về trần thế tiếp tục cai quản việc bếp núc sau khi đã tiễn ông về trầu trời vào ngày 23 tháng Chạp. Đây cũng là dịp để mời ông bà tổ tiên những người đã khuất về ăn Tết, sum họp cùng với con cháu. Bữa cơm tất niên chính là thể hiện sự kết nối giữa các thế hệ trong gia đình người Việt để tiễn năm cũ qua đi và đón mừng năm mới tràn đầy sự hy vọng về những điều hành thông tốt đẹp. Bên cạnh ý nghĩa tín ngưỡng, bữa cơm tất niên có giá trị văn hóa gần với gia đình, thể hiện ý nghĩa sum họp. Đây sẽ là mâm cơm có đủ đầy các thành viên trong gia đình sau một năm đi làm ăn xa. Trong bữa tất niên ngày xưa thì những người họ hàng còn đến dự và coi đây như một mái ấm của gia đình. Với những ý nghĩa đặc biệt như thế thì chúng ta cần phải tôn trọng và phát huy. Cũng theo như các chuyên gia về phong thủy, về cơ bản, tại gia đình và chiều 30 Tết cần chuẩn bị hai mâm, một mâm cỗ cúng tất niên và sau đó là ăn tối, còn một mâm khác thì chuẩn bị cho cúng giao thừa. Người đàn ông lớn tuổi nhất trong nhà thắp hương và đọc văn khấn, rồi các thành viên khác làm lễ vái. Nội dung chính là mời thần linh gia tiên về ăn Tết cùng với gia đình. Bữa cơm ngày cuối năm được làm thịnh soạn hơn ngày thường, tùy từng vùng miền mà có những đặc trưng riêng như miền Bắc hay có canh móng giò hầm măng, miến lòng gà, xôi, bánh chưng, nem, giò lụa, giò xào. Miền Trung hay có bánh chưng, bánh tét, giò lụa, gà bóp rau răm, thịt heo luộc, giá chua. Miền Nam hay có bánh tét, canh măng, thịt cò tàu, gỏi tôm thịt, nem, chả giò. Mỗi gia đình thì bày trí mâm lễ cúng một khác. Tuy vậy, cỗ cúng mặn hay là chay thì nên đặt ở dưới cái bàn con bên dưới. Trên bàn thờ chính chỉ để hoa tươi, quả tươi, một ít tiền vàng mang tính tượng trưng. Cũng có thể đặt bánh chưng, xôi, chè trên bàn thờ chính. Không nên cắm cành vàng lá ngọc hàng mã lên bàn thờ vì có chứa nhiều trường khí âm bất lợi. Mâm ngũ quả dành cho cúng gia tiên nên chọn các loại hoa quả thông dụng ăn được, đẹp mắt và phải là hoa quả vừa đủ chín để có thể ăn được. Hoa quả xanh, hoa quả giả bằng nhựa không được dùng cúng gia tiên. Đĩa hay là mâm ngũ quả không được đặt chính giữa bát hương vì tránh mất trục khí chính mà nên để ở hai bên. Hoa bày trên bàn thờ thì cũng vậy, cần phải là hoa tươi chứ không dùng hoa giả, hoa nhựa. Nhiều người hay lấy câu miễn thành tâm là được để ngụy biện, khi thực hiện lại chạy theo hình thức khoe mẽ với người ngoài mà không chú trọng đến chất lượng của hoa quả để thờ cúng. Bên cạnh ý nghĩa tín ngưỡng, bữa cơm tất niên có giá trị văn hóa gần với gia đình, thể hiện ý nghĩa sum họp. Đây sẽ là mâm cơm có đủ đầy các thành viên trong gia đình sau một năm đi làm ăn xa. Trong bữa tất niên ngày xưa thì những người họ hàng còn đến dự và coi đây như một mái ấm của gia đình. Với những ý nghĩa đặc biệt như thế thì chúng ta cần phải tôn trọng và phát huy. Cúng giao thừa trong nhà. Trước khi bày trí bàn thờ, cần phải vệ sinh, lau chùi bàn thờ trước để bàn thờ được thơm tho, sạch sẽ. Khuyên gia chủ nên sử dụng ngũ vị hương hòa cùng với rượu để lưu lại hương thơm, tẩy uế, kỵ tà, đem lại may mắn cho gia chủ. Vệ sinh bàn thờ sạch sẽ, thơm tho cũng là cách mà gia chủ tỏ lòng thành kính với gia tiên tiền tổ.
Phần lễ giao thừa trong nhà được thực hiện cúng từ trước lễ ngoài sân. Lễ vật bao gồm xôi, 2 bát chè ngọt hoặc là 5 bát chè ngũ sắc, gà trống luộc nguyên con, 5 chén, 1 rượu, 1 nước, 1 trà khô, 1 gạo và 1 muối. Gia chủ cần thành tâm sửa biện lễ vật, thắp hương và đọc bài văn khấn, lưu ý ăn mặc trang nghiêm chỉnh tề. Ngoài ra thì cần thắp hương vào đúng thời điểm giao thời sang năm mới, hết giờ Hợi ngày 30 sang giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ. Sau khi gần hết tàn hương thì nên thắp một nén hương vòng để liên tục trên bàn thờ có lửa. Đầu cúng có thể hạ lễ cất tủ lạnh dùng trong buổi sáng ngày mùng 1, gọi là cơm tất niên. Tiền vàng trong mâm lễ không hóa ngay mà đợi hóa vàng vào ngày cuối Tết sẽ hóa một thể. Bên cạnh đó thì cúng lễ giao thừa cũng là lúc mà gia chủ khai quang điểm nhãn kim bài thái tuế và phù thái tuế trong năm 2020. Năm 2020 có 5 tuổi phạm vào thái tuế, đó là Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Mùi, cho nên những tuổi này phải hết sức lưu ý. Khuyên người tuổi này nên thỉnh kim bài thái tuế đem theo bên mình để chiêu thái tế, hóa hung thành cát. Thỉnh phù thái tuế dán trước cửa nhà để nghênh đón thái tuế năm 2020. Cụ thể, khai quang, điểm nhãn và bài khấn như thế nào? Quý vị hãy liên hệ với chúng tôi để biết được chi tiết nhé! Nghi lễ cúng giao thừa ngoài trời. Theo các chuyên gia về phong thủy, đêm 30 tháng Chạp, các nhà thường sửa soạn mâm lễ cúng giao thừa ở giữa sân. Nếu không có sân thì cúng giữa nhà hoặc có thể là làm lễ trên sân thượng. Hướng đặt mâm lễ chỉ nên đặt hướng Bắc hoặc là hướng Đông tùy theo từng gia đình. Hướng Bắc để cúng Thượng Đế, hướng Đông để cúng Thiên Tử là vua. Nếu có điều kiện thì nên chuẩn bị một chiếc lọng màu vàng có diềm đỏ để che nắng, che mưa. Một chiếc bàn đủ lớn để đặt mâm lễ. Mặt bàn được trải tấm vải vàng sang trọng, ngay ngắn. Một miếng vải đỏ dài trải dưới đất như miếng thảm đỏ để tiễn và rước các vị cựu niên và đương niên hành khiển. Lễ vật bao cúng thái tuế gồm dùng một bát hương mới thay bằng cốc gạo cũng được. Đồ mã gồm mũ ngựa, bộ quần áo thái tuế, vàng kim nguyên bảo, vàng thỏi, tiền vàng. Lễ tam sinh có 3 loại thịt: gạo, muối, ngũ quả theo mùa, bánh bao chay 5 chiếc, gà, xôi, chè ngọt 2 bát. Hoa 5 màu: trà, thuốc, trầu cao, 1 ly rượu, 1 ly trà khô, 1 ly nước, 1 ly gạo và 1 ly muối. Bài vị thái tuế, đồ lễ cúng giao thừa ngoài trời đơn giản hơn với đồ lễ cúng trong nhà, nhưng vẫn nên có gà trống, vì gà trống có ngũ đức, đủ đức tính mẫu mực của một con người mà người đàn ông đặc biệt cần. Cúng gà trống là cầu mong cho con cháu sau này được hưởng những cái đức tính đó. Ngũ đức gồm văn, võ, dũng, nhân, tín, trong đó văn, mào con gà trống và 2 cái mào ở dưới nhìn như mũ cánh chuồn của tiến sĩ, biểu tượng cho văn. Võ, cựa gà là vũ khí biểu tượng cho võ. Dũng, con gà trống trong đàn luôn sẵn sàng đánh nhau để bảo vệ đàn của mình và sẵn sàng chí tử đến chết, biểu tượng cho dũng khí. Nhân, con gà trống đầu đàn khi được cho ăn thì luôn gọi bầy của mình đến rồi mới thủng thẳng ăn cùng mà không bao giờ ăn một mình, biểu tượng cho nhân. Tín, con gà trống luôn gáy đúng giờ bất kể bốn mùa, biểu tượng cho tín. Đó là ý nghĩa của việc tại sao ngày xưa các cụ chọn gà trống để cúng chứ không bao giờ chọn gà mái. Thời điểm sau khi thắp hương ngoài trời xong thì nếu cúng lễ trên ban công nên đóng cửa ban công, bởi theo tín niệm dân gian có thể các vong linh cơ khổ cũng ghé theo xin hưởng. Các chuyên gia phong thủy cũng lưu ý các gia đình chưa có điều kiện cũng có thể thành tâm chuẩn bị mâm lễ gồm trầu, rượu, hoa quả, xôi gà và đặc biệt không nên đốt tiền âm phủ trong lễ đón giao thừa để tránh các vong âm lai vãng. Theo phong tục của người Việt Nam từ cổ xưa, tại thời điểm giao thừa, nhà nhà đều cúng lễ ngoài trời và cúng lễ trong nhà. Trước giờ Tý thì phải làm lễ tiễn quan đương niên cũ, sau đó mới đón quan đương niên mới. Đến đầu giờ Tý mọi chuyện phải xong để chuẩn bị đón giao thừa. Mỗi năm có một vị quan đương niên nên việc làm sớ tấu cũng như là lễ vật cần phải cẩn thận và chú ý. Vì có 12 vị hành khiển và 12 phán quan. Phán quan là vị thần giúp việc cho các vị hành khiển. Mỗi vị là một năm dưới dương gian và cứ sau 12 năm thì lại có sự luân phiên trở lại. Lễ cúng giao thừa thì được cử hành đúng vào lúc giao thừa, hết giờ Hợi ngày 30 sang giờ Tý mở đầu ngày mùng 1 Tết.
Sau khi quét dọn nhà cửa, cổng ngõ, sửa sang ban thờ, bỏ hết chân nhang cũ, chỉ còn lại một hoặc là ba chân nhang cũ đẹp nhất, đốt thêm tro bỏ vào cho đầy, tắm chân nhang đứng thẳng rồi đặt lên ban thờ. Sau đó thì đại diện trong nhà có người ra nghĩa địa thắp hương tiên tể. Và họ hàng thân thích khấn mời tiên tổ về chứng giám ngày Tết của con cháu, không thắp hương mà mới. Dựng cây nêu phía trước nhà lệ cũ, dán câu đối, treo tranh ảnh, trả nợ nần, sửa cổng ngõ, sau đó làm cỗ cúng gia tiên, gia thần, lập bàn đặt lễ tiễn quan đương niên cũ và sắm lễ chuẩn bị đón quan đương niên mới. Lễ vật cúng giao thừa và ngoài trời cho cả năm may mắn, an lành. Theo tục lệ, việc cúng giao thừa trước khi bước sang một năm mới là để đón các thiên binh, 12 vị quan hành khiển để phù hộ cho mọi người một năm đó an lành hạnh phúc. Cầu được thì ước thấy, cứ hết một năm thì vị quan hành khiển cũ sẽ giao công việc cho vị hành khiển mới để cai quản năm mới thành của chủ nhà. Nhưng cũng không bởi vì như vậy mà có thể qua loa cúng cho có được. Tùy vào điều kiện của mỗi gia đình mà người ta sắm lễ vật, chuẩn bị mâm cỗ cúng giao thừa. Theo phong tục truyền thống thì cúng lễ giao thừa thường gồm hai lễ cúng trong nhà và cúng ngoài trời, phong tục cúng tất niên và một số điều cần tránh khi cúng đêm giao thừa. Từ xưa, trong phong tục cúng tất niên truyền thống của người Việt ta thì đêm 30 Tết, mọi người trong gia đình sẽ quây quần bên mâm cơm gia đình để cùng nhau chia sẻ chuyện của năm cũ và hướng đến những điều mới mẻ trong năm tới. Đây cũng là dịp để con cháu cùng nhau tưởng nhớ tới tổ tiên, gửi lời cảm tạ và cầu xin tài lộc sức khỏe cho năm mới. Quý vị thân mến, đối với người Việt Nam thì phút giao thừa thật thiêng liêng và trang trọng. Lễ cúng giao thừa là thời khắc mà trời đất giao hòa, âm dương hòa quyện để vạn vật bừng lên sự sống mới. Chính vì thế, biết cách sắp xếp lễ và cúng đêm giao thừa là điều rất cần thiết đối với mỗi người. Hy vọng rằng những kiến thức mà Phong Thủy May Mắn chia sẻ trên đây sẽ giúp cho quý vị sắp được một mâm lễ cúng hoàn chỉnh, đón được nhiều tài lộc trong năm Canh Tí 2020. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Chúc quý cô chú, quý anh chị và các bạn một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý.